Những lời nói ngọt ngào và đau như dao cửa của Trường Giang dành cho nam em. Trường Giang đã từng dùng rất nhiều mỹ từ để nói về nam em, nhưng giờ đây thái độ của anh khác hẳn. Scandal giữa Trường Giang nam em và Nhã Phương dường như vẫn chưa có hồi kết. Câu chuyện tình ái ồn ào chẳng khác nào một bộ drama giải tập với những diễn biến liên tiếp, khiến khán giả không khỏi lắc đầu ngao ngán. Và có lẽ bộ phim Trường Giang Nam Chỉnh vẫn im hơi lặng tiếng suốt bấy lâu. Trong một cuộc trò chuyện trước đây với truyền thông, Trường Giang đã nói khá nhiều về nam em. Tuy nhiên những lời nam danh Hải nói về nam em lại khá phụ phàng, khá hẳn với những mỹ từ ngọt ngào mà anh đã từng thốt lên với người đẹp trước đây. Cụ thể trong một show thiên đường ẩm thực khi biết nam em tiết lộ bị sung huyết dạ dày, Trường Giang liền dặn dò, em phải ăn nhiều vô để không bị đau bao tử trở lại, em đau vậy anh lo lắm. Trường Giang đã từng không ngừng khen nam em, thậm chí anh còn dành cho cô lời có cánh. Em là một trong những người đẹp nói chuyện dễ thương nhất hiện nay đó. Anh nhìn thấy vậy. Nam danh Hải còn chia sẻ, từ nay trong từ điển người đẹp của anh sẽ có tên nam em, nhưng từ điển đó hơi ít sai. Trường Giang còn khẳng định nam em sinh ra là một chân lý, anh không thể nào dùng một mỹ từ khác để miêu tả em nữa. Khi biết nam em muốn được đi đóng hài, Trường Giang ngay lập tức đề nghị, nếu cô đồng ý sẽ mời cô đi đóng hài cùng mình. Anh sẽ cho em một vai không nói tiếng nào, nhưng người ta vẫn cười đỉnh cao ở chỗ đó. Trong một tiểu phẩm của bảy nụ cười xuân, nam em và Trường Giang đóng cặp, vợ chồng sớm phải âm dương cách biệt. Khi người vợ xuất hiện trong nghĩa địa đã hơn trách chồng, nhớ làm gì? Người chồng trả lời, trái tim nói nhớ thì phải nhớ chưa biết làm sao. Và khi nam em đáp trả, sao anh không đi tìm người phụ nữ khác đi? Trường Giang liền tha thiết khẳng định, không, anh chỉ thích người con gái như em mà thôi. Tuy nhiên nam em tiết lộ, chỉ sau một thời gian ngắn bên nhau, Trường Giang lại chia tay cô chỉ bằng một cuộc gọi. Qua điện thoại anh nói với cô, em ngủ chưa em ngủ đi. Anh không xứng về em đâu, em là người phụ nữ tốt rồi biến mất. Lần đầu lên tiếng sau scandal, Trường Giang chia sẻ, tôi có thích nam em, khi làm việc với nam em tôi thấy cô ấy dễ thương, thông minh và hài hước. Sau đó ngồi chung với nhau cô ấy rất nhiều chuyện về gia đình, về sự chia ly, về những sự đau buồn mà cô ấy từng gánh chịu và nhiều chuyện khác nữa. Mình thấy thương cô ấy, thương cô ấy nên thích cô ấy chứ không hề có tình yêu. Trường Giang cũng tâm sự, Nam em nói rất yêu tôi và dù có chết thì cô ấy cũng cam chịu. Nhưng nam em không hiểu tình yêu thích và tình cảm hy sinh tình yêu nó khác. Nam danh Hải khiến nhiều người sốc khi nhận xét về nam em. Nam em có vấn đề gì đó về đầu óc cô ấy không bình thường. Tôi không trách nam em vì nếu không vì tôi thì chuyện đó sẽ không xảy ra. Nhưng tôi vẫn phải khẳng định rằng nam em là người không bình thường.